Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì đam mê bác Mô Vĩnh Long xin được quay cái clip tiếp theo nha cả nhà. Đó, đang trên đường đi vào cái cội nha cả nhà. Ở phía trước mình thì có một cái cục quắc nó đang kêu phía trước nha cả nhà. Cả nhà đợi cái cảm giác phút 90 nha cả nhà. Ở trong vườn cam này cả nhà. Em mình sẽ đặt cái máy quay cận cảnh cho cả nhà xem nhé.